Kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Hữu cơ Ba Tốt. Luận hiện tại đang ở xã Mỹ Hiệp thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và xin giới thiệu bà con, đây là vườn sầu riêng ri sấu của chú Sáu Thơm. Và sau đây mình sẽ có một số cái chia sẻ từ phía chú Sáu là chú nhà vườn về cái quá trình sử dụng sản phẩm, cảm nhận cũng như là những sản phẩm mà chú tâm đắc nhất. Đây là chú Sáu, là chú vườn sầu riêng ri sấu ngày hôm nay. Xin chào. Thì vườn sầu riêng ri sấu của chú á, thì hiện tại nó đạt được 80 ngày tuổi rồi. Có nhiều bà con cái này cũng hỏi thăm, cũng biết là cái mô hình vườn chú Sáu là hiện tại nó đã đạt được kết quả như thế này, thì bà con cũng có tìm hiểu, cũng có liên hệ. Hiện tại như thế này không chỉ vườn chú Sáu mà hiện tại nó có thậm chí nó đến hàng chục vườn đang theo quy trình của công ty Ba Tốt. Nhưng khác chú Sáu một cái là hiện tại bà con đang trong vụ thuận, thời tiết dễ hơn, chi phí thấp hơn, có thể sẽ đạt kết quả tốt hơn so với chú Sáu. Nhưng mà nói về cái độ gan dạ cũng như là cái sự quyết tâm thì chú Sáu phải nói là số 1 khu vực này rồi. Mình không làm thôi là cương quyết là phải có đạt rồi. Mình quân bình như là cây là phải tuyệt tới 47 cái. Còn cây nhiều nhất? Cây nhiều nhất là 67 cái. Là cây nhiều nhất. Nhiều nhất. Còn cây ít? Cây ít nhất là 25. 20. Mà cái đó là dạng ít. Ít. Còn quân bình là khoảng từ 40 đến 50. 40-50 vậy đó. Góc như thế này, cây 4 năm. Và để trái bói, cây này để 65 trái. 65 trái, một trái 3 kg, tức là cây này gần 2 tạ. Tuyệt vời. Mà chú được thấy là cái lá cũng lá vẫn khỏe ha. Bộ lá là hầu như là nếu mà tìm lá cháy thì cũng hơi căng đấy. Cây này là không có cháy lá. Nhưng mà cũng có bí quyết cả đấy, chứ không phải là tự nhiên nó được đâu. Trong quá trình chú tạo mầm á thì con biết là lần đầu tiên, cũng là người đầu tiên luôn của khu vực này áp dụng cái quy trình làm không bắt lo, thì đương nhiên là cũng lo lắng hả chú? Cũng lo không biết mình lấy cái sớm này không biết là không sử dụng pháp lo, không biết là da bông hay không. Thì sao mà tôi đậy mũ là một tháng vậy là nó ra hết là 80%, rồi cái còn lại 20% đó là nó ra ít. Cái tôi mới nín lại 5 ngày sau cái tôi dỡ mũ ra luôn. Là nó cũng tiếp tục nó ra luôn á. Dạ. Cũng lúc đó là làm cũng hồi hộp, cũng sợ là không ra. Trong quá trình làm nó mưa, quá mưa. Dạ. Lúc tôi đầy mũ đó là mất bằng mấy áo mưa. Tháng 8. Tháng 8 là mưa liên tục đúng không? Là phun xong là mưa đấy. Đậy bận áo mưa mà đậy gấp để cho thu á. Nhưng mà tuy rất là khó khăn trong quá trình tạo mầm. Tháng 8 là tháng nhà nông người ta rất là sợ tạo mầm. Nhưng mà hai chú cháu thì quyết định là đại tháng 8. Đại tháng 8. Cái gì mình không làm thôi, mình làm cương quyết là phải nó đạt. Đại tháng 8 rồi cuối cùng là thành quả bây giờ như thế này. Tháng 8 là mưa liên tục. Vụ trái đầu tiên và cũng là vụ trái làm nghịch. Trong quá trình chú sử dụng sản phẩm Ba Tốt từ con đến thời điểm bây giờ thì tổng chi phí của chú cho cái vườn này là bao nhiêu? Từ hồi làm bông đến giờ. Thì bây giờ để nói cho chú Thư Lực nghe là từ bắt đầu tôi theo cái sản phẩm của công ty Ba Tốt ở đây. Dạ. Tôi làm lấy cây đọt đầu tiên, rồi có tứ một xô xích ở trong. Rồi sau đó là nó lại gần luộc cái thì giải lân hai tử bô xe tóp. Chữ sau là trộn bô xe tóp vô lân giải tử thứ nhì. Rồi sau đó là bắt đầu mình mới lên tạo mầm, mới kích da bông. Trong thời gian quá trình làm bông là sử dụng bên thuốc của công ty Ba Tốt, cũng nhờ kỹ sư Luận hướng dẫn để làm. Trong quá trình đó thì cái xô phân này chú đánh giá nó như thế nào? Cái xô phân này vậy là cũng thứ là nó tuyệt vời đó, mà thấy là nó dai đẹp, yeah. Nó
và giếm mà là nó xanh trái hay được. Trong quá trình sử dụng cái cử đầu tiên á, cái cử bằng cái trứng gà, cái chú có tưới một cử đúng không? Có tưới một cử đó, hình như là chú kêu tưới nửa xô, còn nửa xô đó thì cái thấy trái nó cũng màu lớn, nó màu lớn mà nó tròn trái, tròn đúng không? tròn. Giai đoạn đó là đi tỉa là cũng khó khăn đó, tại vì đa số là nó đều tròn, rất là khó tỉa. Tôi thấy tôi lưỡng lự hoài, tôi thấy nó đều đều sao đó. Bấm bỏ nhiều quá thì nó ổn, nó tiếc. Tiếc. Đó là một cái nhánh đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 trái tôi để. Tôi để luôn. Là nguyên chùm đó là 8 trái. Thì bà con tưới Sotano One này nó có tác dụng là bà con sẽ thấy được ngay là trái nó sẽ xanh lên là cái đầu tiên. Thứ hai là trái nó sẽ tròn, gai nó sẽ bắt đầu nó phát triển mạnh. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm yếu là bà con sẽ rất khó để lựa trái, tại vì đa số trái này cũng sẽ rất là đẹp, mà nó đẹp thì rất là khó lựa. Giống như chú Sáu này, mỗi lần đi lựa là thím là bà đi theo, bà sợ là không bứt thì bà phải đi theo, bà canh chừng, bà không cho không bứt nữa. Thì cũng lén cũng tía, nhưng cái chùm đó thì bây giờ khó quá, 8 trái nào không đẹp thì thôi để hết, để hết 8 trái luôn. Thì bây giờ theo cây này là tôi đậu tôi biết cũng nhiều cây quá quên, cái này cũng 60 mấy trái. Mà con nghĩ một trái không dưới 2 kg được, một trái này cũng sẽ 2 kg hơn. Thì con cho đồng là 3 kg. Sống 3 18, một tạ 80 kg cho một cây này. Năm nay là năm thứ tư tôi được là lấy trái bói theo cậu bồ hai ở tỉnh Mỹ đó, là có giới thiệu bên sản phẩm của công ty Ba Tốt. Tôi cũng có tham khảo về cái bộ sản phẩm đó, và tới hiện tại giờ trái nó thành 80 ngày. Tôi thấy như cái sản phẩm của công ty Ba Tốt là làm ok đó. Thì vừa rồi Luận đã cùng với bà con đi tham quan vườn của chú Sáu Thơm, hiện tại là trái 80 ngày tuổi, sắp tới là sẽ cắt trái. Và chúc bà con có một mùa vụ bội thu, chúc cho chú Sáu sẽ có được giá cả tốt. Chúc cho mọi người đón xem kênh Nông nghiệp Hữu Cơ Ba Tốt và có những đóng góp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.